không chỉ ở Sài Gòn mà buổi tối ngày hôm nay sẽ quậy chấn động tại Bình Dương, cùng chào đón tiếng hát của người bạn của Uông Mi Lan, người đẹp Nam Cha. Vỗ tay lên quý vị ơi. Cha cha cha. Trời ơi, đi cửa trái không á? Cửa trái hả? Vỗ lên lên quý vị ơi. Rồi, ok chưa? Cái bụng nè, làm như có tay em bé hay sao á? Mày làm con tao như quái vật vậy mày. Không, cái tay em bé á, tay em bé để chéo qua một bên hay gì nè. Biết tao đem này lên chị không? Đem gì? Tao thở á. Mà thở sạch ra. Ê, mày ngu mày ơi. Quý vị mà vừa nghe qua một nhà vẫn mang tên Hãy Cho Tôi. Ở đây không có chơi chắc cắm công an má ơi. Trời ơi, sao mà tôi chán quá trời đi á. Sao quý chị mình ơi.